Xin chào tất cả anh em đã đến với kênh đồng hồ chính hãng Master Time. Ngày hôm nay em Khang sẽ đem đến cho anh em một con đồng hồ mang tính đột phá chất chơi đến từ nhà Seven Friday, một hãng đồng hồ còn khá non trẻ được thành lập vào năm 2012 với tiêu chí là hãng không chịu sự gò bó bởi những khuôn mẫu truyền thống mà khao khát tạo nên những cỗ máy độc đáo, khác biệt và bứt phá. Vì thế những chiếc đồng hồ mang thương hiệu Seven Friday luôn có một phong cách thiết kế táo bạo, điên rồ trong những sản phẩm mà mình tạo ra. Quay lại với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, thì trên tay em đó là mẫu Seven Friday FF T109 Big Club. Chỉ cần nghe qua cái tên thôi thì anh em mình cũng đã hình dung ra được chiếc đồng hồ này được lấy cảm hứng từ đâu rồi, đúng không? Chính xác, đó chính là từ đại dương bao la. Seven Friday đã tạo nên một siêu phẩm đích thực dành cho anh em nào thích sự khác biệt và riêng biệt. Với số lượng chỉ có 500 chiếc trên toàn thế giới thì sẽ càng làm cho những anh em nào sở hữu em đồng hồ này càng trở nên khác biệt và độc đáo. Với size mặt hình vuông đặc trưng của hãng, cùng với size mặt là 45mm và độ dày là khoảng 12mm thì nó sẽ khá là phù hợp với những anh em nào có cổ tay to thì mang vào rất là đẹp. Chất liệu kính của em đồng hồ này đó là kính cường lực K1 và kính cường lực được làm từ chất liệu soda light glass. So với kính sapphire thì độ cứng sẽ kém hơn, tuy nhiên trên thang đo mốt độ cứng cường lực sẽ rơi vào khoảng từ 6 đến 7, khá lý tưởng để chế tạo một mặt kính của một chiếc đồng hồ. Với vỏ và viền bezel của em đồng hồ này được làm từ thép không rỉ 316L và viền bezel sẽ được tạo rãnh một lớp sơn mài black màu trắng, tạo nên một sự trẻ trung và hài hòa, nhìn rất là đẹp. Mặt dial với kết cấu 4 lớp tạo nên chiều sâu của mặt và được phủ một lớp kính râm chuyển màu xanh nước biển. Và mặt dial này được hãng tạo nên một bức tranh vô cùng đẹp và độc đáo với logo Seven Friday tượng trưng cho mặt trời, cùng với chiếc ô được cắm ở trên biển có cả san hô, cá voi và có cả tôm, tạo cho em cảm giác như là mình đang đeo một bức tranh về biển cả chứ không phải là một chiếc đồng hồ đơn thuần. Với mẫu đồng hồ này thì anh em mình sẽ không có kim giây mà chỉ có kim phút và kim giờ. Tiếp nối với cảm hứng về biển cả thì mẫu đồng hồ này có chất liệu dây là silicone với những đường chỉ khâu đồng điệu màu xanh và biểu tượng Seven Friday được in chìm ở mặt sau. Mặt sau được thiết kế với họa tiết riêng biệt, tích hợp chip NFC với vỏ bọc được làm từ chất liệu polycarbonate giúp xác thực chính xác thông tin qua ứng dụng Seven Friday trên điện thoại. Dưới lớp mặt sau này đó là bộ máy Senko NH70 với số trong kính là 25, tần số dao động là 21.600, thời gian tích cóp tối đa là 40 giờ và khả năng chống nước là 3 ATM, đồng nghĩa với là 30m. Chung quy lại, những chiếc đồng hồ của Seven Friday luôn mang đến cho người đeo một sự khác biệt, độc đáo mà những hãng đồng hồ nổi tiếng khác khó mà làm được. Sự thành công của Seven Friday nó đến từ sự khác biệt và họ đã làm rất tốt về nó. Và em đồng hồ này cũng không ngoại lệ. Mẫu Seven Friday FS T109 Big Club này sẽ là một chiếc đồng hồ rất xứng đáng để anh em mình cho vào bộ sưu tập của mình. Và để sở hữu mẫu đồng hồ độc đáo này thì tại mastertime.vn anh em mình chỉ cần bỏ ra khoảng hơn 20 củ thôi. Vậy anh em mình thấy sao về chiếc đồng hồ này? Hãy để lại comment, nhớ bấm like và subscribe kênh nếu anh em thấy video này bổ ích. Còn bây giờ, em xin chào và hẹn gặp lại.